bậy rồi chứ. Quả xúc xắc xịn nhất từ xưa đến giờ các bạn ạ. Ôi, không được rồi, Tên trong ngày top 1 rồi, T. Ôi, 1 tỷ cung xanh bây giờ ấy mà. Đừng dí ai á. Thử đi tỉnh ngủ nhé. Dí ai? Thử nè. Thử nè. Dí cái gì đấy? Dí rồi. Nên có 2. Trời ơi. Bói rồi, bói đồ rồi. Bói toán hết rồi. Bán số tiền phòng 6 tiền phòng 3 chữ tiết 2 gì ạ? Chưa có mèo. Giờ phải có CUA chốc rồi á, tim mình mới mặn. Bây giờ chắc kiếm cái giáp lửa trước anh em nhờ. Phải kiếm cái giáp lửa trước. Sớm lỗ lắm. Mày này. Ui. Ô la la la. Xong quái sẽ xuất sắc luôn nhá. Bring the ranks. Con quỷ vô nên nó ghê quá. Quả xúc xắc xịn nhất từ xưa đến giờ các bạn ạ. Đã từ rất lâu rồi cháu đéo xúc xắc được cái nào như vậy. Để căng phép lại biết đâu là tí này. Vòng thêm một vòng trái đất nữa là mèo ba cốc. Ui rồi. Đúng rồi, mình phải có A-chop. A-chop Seju nữa, bài này mặt A-chop Seju nữa mà. Mua A-chop Seju yếu đúng rồi. Cầm được cái gì khổng lồ rồi đánh cụm lại nó luôn chứ chờ. Chờ, cầm được cái gì khổng lồ nó càng hút luôn này. Đã đá. Bây giờ là cần con... Đây rồi, ok. Từ cái chiếc bóng biển, cần 5 kim phong chứ. 5 kim phong. Đây. Đấy, 180 kháng phép. Mày thổi chết nữa thì bố mày quỳ. 180 kháng phép rồi đó. Mày ngon mày chết nữa đây. Đi chết luôn các bạn. Xém chết. À,
quỷ nó hai dao điện hèn gì nữa, nó thổi đau thế. Hai dao điện anh em, anh đi ra đúng dao điện này. Ui hai cái diệt kìa. Giáp lửa hay ung thư mình đánh cái nhà này cũng mệt các bạn, không có ai chớp nào. Đấy, một ulti ngàn mấy đam đó, ít đau. Ulti bắt cả mấy đam ấy, cua. Ảo thế nhờ. Cua kìa. Này là mình xin cái tuổi luôn ấy. Tự như nào ăn cho ăn coi chốc ăn lôi cái đầu mày lại rồi nhá. Hư này hư này tưởng gì vô cực cung săn đồ mũi dài ai game lại dễ rồi. Dài ơi, tưởng gì? Dê Châu Dê Dê nè Châu 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 hê. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dê Dê Châu châu châu. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dê, dê, châu, châu, châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.